Hello mọi người, đã trở lại rồi đây. Mấy hôm nay thì tôi hơi bận một chút nên lười đăng video. Còn từ bây giờ tôi sẽ chăm chỉ nha. Kem lót thì mình dùng dòng căng bóng của Ray Beauty, sau đó dùng nền màu 21 của Cellefit. Cái bước đánh nền này mình nghĩ là quá quen thuộc rồi nên mình tua hơi nhanh một chút. Bây giờ mình sẽ skip qua nha. Chỉ một lưu ý thôi là khi dặm nền thì nhớ là không được miết. Rồi bây giờ sẽ qua dùng che khuyết điểm của nhà từ C màu 1.25. Và cứ bôi một lượng che khuyết điểm vừa phải vào phần trũng mắt với cả quầng thâm mắt của mình ấy. Sau đó tán nhẹ ra như này thì trông nó sẽ không bị lệch màu. Và như mọi người nhìn thấy là quầng thâm mắt hẳn luôn. Bây giờ tôi sẽ xịt khóa makeup của Prami này, sau đó dùng cái highlighter của Ray Beauty luôn. Sau khi tan ra thì mình sẽ sử dụng máy cọ nhỏ để dặm phấn ở những vùng như là mắt, mũi và những cái phần khó đánh. Tôi chuyển qua cọ lớn để dặm vào những vùng rộng hơn. Sau khi đã dặm một lớp phấn bột để cho nó tệp vào nền rồi thì bây giờ mình sẽ lấy một cái cọ sạch để phủi đi những cái phần thừa trên mặt. Qua đến phần khối thì mình vẫn sử dụng khối Judydo màu 1 nè. Cái cọ vát này thì sẽ đánh khối mũi dễ hơn đối với những bạn beginner nha. Sau đó thì mình sẽ đánh khối hai bên gò má một hình chữ C cong nhẹ và để cho gò má nó không bị cao quá. Và sử dụng khối sáng để bớt cái phần sệ hai bên má đi và tạo khối sáng cho những điểm cần sáng trên khuôn mặt nữa. Bây giờ thì sẽ qua kẻ lông mày, mình sử dụng 101 của Lemonade. Để kẻ lông mày dễ hơn thì các bạn nên cạo một cái khuôn đều nhau và cũng như là hợp với khuôn mặt của mình trước đã. Sau đó thì chúng mình chỉ cần tô theo cái khuôn của mình thôi. Đến phần màu mắt thì hôm nay khá vội nên mình cũng sẽ hạn chế sử dụng cọ. Mình dùng luôn tay đánh màu hồng ở phần đuôi mắt, sau đó tan nhẹ lên phần bầu mắt. Ở đầu mắt thì mình sử dụng màu tím ở trong bảng Lemonade luôn. Rồi dùng một cái cọ đầu lớn để tan hai màu với nhau. Ở phía mắt bên dưới thì mình cũng sẽ sử dụng màu hồng và màu tím đè lên nhau để tạo điểm nhấn. Nhũ mắt thì mình sử dụng nhũ mắt màu hồng. Đuôi mắt, mở trong mắt mình sử dụng màu nâu kết hợp với màu tím để cho cái màu mắt nó không bị lạc nhau. Và cái cọ tém nhỡ này thì rất là dễ kẻ mắt luôn. Tiếp theo thì mình vẽ thêm một chút bọng mắt nữa. Và sau khi kẻ mắt bằng bột như này thì mọi người dặm lên một đường eyeliner bằng nước thì nó có độ tan rất là đẹp và đồng thời nó cũng không nhanh trôi đâu. Để mắt bên này thì mình cũng make y hệt bên kia thôi, nhưng mà mình sẽ tô nhanh hơn một chút tại vì thời gian có hạn á. Mọi người có thể giảm chậm tốc độ của video đi để follow cái make up này của mình nha. Cái nhũ này ở trong bảng Lemonade sáng lắm luôn. Giọng của mình thì hôm nay có hơi ốm một chút xíu nên mọi người thông cảm nha. Rồi kẻ được cái đuôi mắt ra và bọng mắt đây rồi thì bây giờ lại kẻ mắt tiếp. Và khúc này thì mình sẽ cho mọi người nhìn mình kẻ mi dưới nè. Cách mình kẻ mi dưới là kẻ 3-40 lớn cách nhau khoảng tầm 2mm. Sau đó kẻ những cái sợi mảnh và nhỏ hơn mi ở hôm giữa. Nay thì mình gắn bằng tay nó hơi lỗi một chút, mọi người thông cảm cho mình nhé. Rồi cuối cùng đến phần son thì gắn một chút son đỏ vào lòng môi và sử dụng son bóng để tạo độ căng bóng cho môi nữa là xong rồi nè. Trông y hệt với tỷ tỷ Trung Quốc trừ cái mi hơi lỗi một chút.